Vâng, ở đây em xin được làm một đoạn video đấy. Đầy một xe các bác nhá. Đấy, các bác thấy hàng bên em chưa? Đầy một xe hàng. Toàn đây là toàn Auto Center và những quả súp, những quả súp hơi và súp điện. Đấy các bác ạ. Loa Auto Center, súp hơi và súp điện, rồi thì các mã như 450C. Tổng số lượng là rơi vào khoảng 100 kiện các bác nhá. Khoảng 100 kiện hàng bên em ấy về liên tục. Các bác thấy không? Hàng bên em về liên tục. Và thông báo với các bác lô sau là em sẽ về được những cặp loa JBL hàng tồn kho nguyên thùng với số lượng 11 cặp và những cặp hàng bãi JBL 4012 hàng bãi của sản xuất tại Mexico và có cả sản xuất tại Chile. Đấy các bạn nhá, JBL 4012 hôm vừa rồi em về được gần 10 cặp, hơn 10 cặp cũng đã chuyển gần hết rồi các bác ạ, và vài em nữa lại về tiếp số lượng là hơn 10 cặp nữa là hết lô sản phẩm này. Đấy các bác nhá, và giá thì cực kỳ yêu thương, riêng bên em thì hàng các bác yên tâm nhá. Ôi khéo khéo đấy, các bác thấy lượng hàng bên em không? Liên tục nhá, liên tục cập bến. Đấy, số lượng phải nói là cứ đầy ự. Các bác để ý làm gì có đơn vị nào nhập cái số lượng nhiều như này, đúng không ạ? Đấy, nó phải độ uy tín, độ chất lượng như nào thì các bác mới thấy cái lượng hàng bên em. Và đây là cặp loa JBL 4012 hàng bãi nha các bác nhá. Hàng bãi và mã này là sản xuất tại Mexico. Đấy, bác Hòa ở Cầu Bình các bác nhá, Hải Dương, khu vực Cầu Bình Hải Dương đã đặt cặp loa này và sau em sẽ test trả đơn bác. Và với cặp loa JBL 4012 này, mã sản xuất tại Mexico, Ngọc Hoàng bán giá yêu thương cho các bác nhá. Bình thường là 18 triệu nhưng em tính bác 17.500.000. Bát 30 tép leo, cực kỳ hay các bác nhá, tiếng cực mềm luôn. Sau em sẽ test thử trả đơn các bác nhá. 4012 JBL. Đấy. Giá cực kỳ yêu thương cho các bác. Vâng, em xin tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.